Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi để chào tới mọi người. Hôm nay cửa hàng bên em thì giới thiệu các bác về một lô máy thổi lá này gồm có 4 cây. Các dòng máy như Tanaka này, Shinewa, Estin và một chiếc máy sới đất mini các bác nhé. Một chiếc máy sới đất của Mitsu nhưng mà được sản xuất tại nhà máy của dòng Yubi này. Đó, một chiếc máy Mitsu TL43 thì bên em đã tháo hết những cái vỏ viếc bên ngoài ra. Đó, để cho các bác nhìn thử bên trong máy móc rất là đẹp như nào nhé. Đấy, máy móc thì như mới luôn. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923, thì số đó có tích hợp qua Zalo nhé. Bác nào mà ưng ý máy nào thì liên hệ thì em sẽ gửi clip hoặc là chat video trực tiếp cho các bác xem đó. Ok, sẽ vào clip ngày hôm nay thì em sẽ đánh dấu nhé, 1 2 3 4 5 này. Về chiếc máy đầu tiên này là một chiếc máy dòng Tanaka, công suất là 24cc, ống cần rất là dài luôn. Đấy, máy móc thì rất là đẹp. Máy này thì chưa có dầu bóng, dầu viếc gì đâu các bác nhé. Nổ máy cực kỳ êm luôn. Đó, dòng có trợ lực nhé. Dòng trợ lực, dây giật thì trắng phau cho các bác nhé. Đây, dây giật trắng phau luôn. Thì những dòng máy này thì bên em đã làm nổ hết rồi. Bác nào mà cần thông tin thì cứ liên hệ thì em sẽ gửi cái clip test trên cái địa hình như là thổi lá đó lớn này hoặc là thổi bụi cho các bác xem. Đấy, đến cái Tết sắp đến nơi rồi, cho nên là nhiều bác cần những cái máy thổi lá để dọn dẹp nhà cửa này thì rất là hợp lý luôn. Máy này thì bên em bán giá là 1.900.000 đồng. Nhiều bác ở trong miền trong cứ liên hệ bảo em một chiếc máy nào mà đi thổi lá điều, lá lớn ấy, to ấy, thì sử dụng những dòng máy nào thì em sẽ giới thiệu chi tiết những máy nào phù hợp nhé. Cái dòng máy này thì khá là phù hợp để các bác thổi luôn. Và ống cần dài và độ bền cao. Đấy, xem các bác nhìn qua chế trước thì cực kỳ là ngon luôn. Chế máy hơi khó tháo chút. Ống chế le đỏ này. Đó, đường ga ngang. Máy này thì bên em bán giá là 1.900.000, máy này bên bán giá là 2.000.000 các bác nhé. Đó, em này không dán giấy nên em quên. Máy này vì có ống gần rất là dài luôn. Bên em bán giá là 2.000.000 máy này. Đó, lan quạt bên trong nhé, trắng phau luôn. Đấy, không chê vào đâu được. Những cái ốc cũng có thể nhìn qua nhé, bên em đã kiểm tra hết rồi. Và cái dòng này thì không phải là bổ máy bổ nhất gì, nếu như mà có bổ thì các bác nhìn cái ốc rất là toét luôn. Đó, 2.000.000 bổ máy sáng trưng luôn này. Bổ máy sáng đẹp luôn này. Đó, bình xăng trắng phau. Trọng lượng một chiếc máy thổi lá cầm tay thì trọng lượng rất là nhẹ nhàng, nó vào tầm 3,5 cân các bác nhé, hơn 3,5 cân thôi. Đấy, mà công suất lớn, cầm tay nhẹ nhàng, dễ cầm nắm di chuyển. Đến một chiếc máy tiếp theo, một chiếc máy thổi lá thứ hai là một dòng của Shinewa. Dòng Shinewa máy này thì 26cc, đồng 34 ly các bác nhé. Shinewa FB2625. Đây, phần ở phần hông này nó còn có số điện thoại của cái cửa hàng mà sản xuất bán cái dòng máy này nhé. Thì cái máy này các bác nhìn qua hơi bạc màu nhưng không phải đâu ạ, cái đây là cái màu sắc mà họ sản xuất ra. Đấy, cái màu này màu bạc bạc các bác nhé, màu bạc của máy. Còn phần bên trên này thì nó hơi bị sạm một chút. Thì bên em bán giá máy này là 2.000.000 thôi nhé. Đó, máy này bán 2.000.000 đồng xin đây qua, máy nổ cực êm. Thì em sẽ không nổ ở trong này bởi vì là bụi sẽ bay lung tung trong nhà. Thứ hai là em sẽ làm một cái clip máy nào sẽ thổi những cái lá lớn hoặc là thổi ở ra đường ấy trực tiếp luôn cho các bác xem. Các bác nào mà ưng ý máy nào thì liên hệ thì em sẽ gửi clip test nhé. Đó, máy này thì trọng lượng nhẹ nhàng, tầm 3,5 cân này. Cái này thì thiếu cái ống cần, thiếu cái ống thì bác nào mà mua về thì có thể lắp vào những ống tiền phong ấy. Mình lắp vào những cái đầu ống này này rất là vừa luôn. Đó, mình cắt một khoảng thật dài, dài bao nhiêu thì tùy thích và mình lắp vào. Đó, máy này thì bình xăng chiếc là khá là đẹp luôn. Đó, 2.000.000. Bên em thì tích hợp bao phí ship và bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Còn những cái đồ thay thế sau này mà chẳng may có hỏng hóc gì thì bao lại cho các bác luôn, không phải lo nghĩ gì nhé. Đó, tiếp theo này, tiếp theo là một chiếc máy thổi lá của dòng Estin. Đấy, nếu mà để nói về các cái dòng thương hiệu thì Estin nó là một cái anh lớn này ở trong cái thị trường máy móc, thì là rất là bền. Thứ nhất là bền về công nghệ về họ sản xuất ra, thứ hai là tốc độ và cái lượng ăn xăng rất là ít
Đấy, ăn xăng ít mà tốc độ máy thì khá là lớn. Máy này thổi đá rất là lớn này, độ ổn định cao. Đó, trọng lượng thì nhẹ nhàng, trọng lượng tầm khoảng là 3,5 cân. Đấy, tầm 3,5 cân. Dòng này thì có trợ lực cho các bác luôn nhé. Máy này thì có trợ lực này, có le chế ga gạt này. Đấy, có các cái chức năng như là các bác kéo xuống này thì nó sẽ tự ga nhé, các bác không cần phải bấm, các bác không cần phải lúc nào cũng giữ tay. Đấy, rất là thuận tiện, nó tự ga luôn, mình cứ để hạ xuống này. Đấy là mình ga bao nhiêu là tùy thích của mình. Thì cái máy này thì nó cũng bị mất cái ống rồi, thì bên em bán giá là 2.200.000 các bác nhé. 2.200.000 một chiếc máy thổi lá này, rất là đẹp, Estin, thổi như vụ bão luôn, thổi vù vù luôn. Bác nào thổi lá điều các thứ thì cứ liên hệ nhé. Thì những cái dòng máy để mà sử dụng được và bền. Còn cái phần mới của máy thì các bác có thể nhìn qua ở dưới cái phần này còn có tem mác đàng hoàng luôn nhé, tem mác của cái dòng Estin là BG85 hay là sản xuất năm 2005, sản xuất năm 2005, 103 decibel, coi là rất là khỏe. Đó, thông số đầy đủ luôn. Máy này thì các bác không chê vào đâu được luôn nhé. Máy này không chê vào đâu được luôn. Đấy, dòng riếc rất đẹp luôn. Đấy, về cái dòng Estin thì em sẽ nổ chơi cho các bác xem thử nhé. Cho này nó tiện, nó có xăng, còn những cái dòng này thì em quên, em chưa đổ xăng vào nhé. Em gạt cái gió. Đấy, thảo nào nó không được, nó gạt cái gió sang, nó bị bịt gió vào. Vừa nãy là quên là cái gạt cái gió này nó đóng cái gió vào thì không thổi ra được, nó bị bịt cái lỗ thở. Đấy, máy này thì bên em bán giá 2.200.000, rất là rẻ thôi, các bác về thổi lá để bao vip cho các bác nhé. Tiếp theo này, một chiếc máy dòng Tanaka này. Một cái máy dòng Tanaka này bán rẻ cho các bác thôi, 1.900.000 bao phí vận chuyển. Máy này thì công suất là 26cc thôi nhé. Cái dòng Tanaka lúc nào nó cũng có một cái dòng đời mới thì nó có những cái lỗ như này là lỗ tản nhiệt của cái dòng Tanaka này. Các bác mua máy cưa hoặc là mua cái máy cắt cỏ các bác cũng từng biết qua những dòng đời mới của Tanaka. Đấy, sản xuất những năm gần đây thôi. Đấy, họ hay làm những cái lỗ như kiểu tổ ong này. Đấy, là cái đặc điểm nhận dạng của cái dòng máy này. Chạy thì cái phân khúc mà Tanaka nó là một cái phân khúc giá gọi là giá tầm trung để cái ai cũng sử dụng được. Và cái công suất của máy này thì khá là bền. Và đây các bác này, Star này, THB260 này. Đó. Độ ổn định khá là tốt này. Nếu như mà để so sánh những cái dòng máy thì sẽ là, em sẽ phân tích luôn, trong này có 4 cây này nhé. Thì sẽ cây này sẽ là đời máy thì sản xuất thì bên Đức, sản xuất sang Nhật thì là bền hơn này. Dòng Shinigua này, đến dòng Tanaka thì nó là phân khúc nó rẻ hơn. Tại sao mà cái giá nó xem nhau thì cái độ mới của cái dòng này, cái con này nó đã là dòng của Estin nhưng mà nó không còn được mới bằng hoặc là nó không có ống này thì bên em sẽ bán rẻ đi. Đấy, cái dòng này thì nó mới hơn. Đấy, về đời nó cao hơn. Thì bên em bán giá là 1.900.000 bao phí vận chuyển nhé. Còn tiếp theo là một cái máy xới đất. Máy xới đất của dòng Mitsu. Thì em cũng có những cái linh kiện mà mình lắp vào những cái bô vào đây này. Đó, lắp vào đây. Còn lắp cái vỏ đây, lắp vào. Đấy, lắp vỏ vào đây. Nhưng mà em sẽ tháo, hôm nay sẽ tháo ra để cho các bác xem thử cái máy bên trong nhé. Mình gọi, người ta gọi là tốt gỗ, tốt Đức Sơn. Thế nên là mình nhìn cái vỏ nó có đẹp ấy, nhưng mà mình không biết được là bên trong của máy móc như nào. Nhiều khi họ có thể thay cái vỏ mới thì mình cũng không biết được. Thế nên hôm nay em sẽ làm một cái gọi là thực tế luôn rồi các bác xem nhé. Này, còn cái quả hơi này. Cái quả hơi nó cũng còn ghi cái chữ là TL43 nhé.
TL43 của quả hơi là zin hết này. Đó, bô cũng sáng trưng sáng đẹp luôn nhé. Đấy, buji này nóng nhất rất đẹp luôn. Đó, dòng cái chế này của máy này nhé, là cái chế One Pro, rất là tiết kiệm nhiên liệu và chạy rất là bốc luôn. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu, chạy không lo bị hao xăng. Đấy, máy này chạy rất là lợi xăng luôn. Thì ngoài ra cái bộ phận trên này nó có cái dòng giật trợ lực cho các bác nhé. Giật trợ lực này. Đấy, dòng giật trợ lực. Hơi rất chắc luôn. Dây giật của máy nhé, trắng phầu. Đấy, bác nào mà cần thông tin máy này ấy, hoặc là cần video test thì cứ liên hệ thì em sẽ xới thử cho các bác luôn, xem luôn. Còn cái phần bình xăng các bác nhìn qua trắng phau luôn nhé. Đấy, dây dẫn ra xăng thì em thay một cái dây dẫn xăng mới để cho nó sự ổn định nó tốt hơn. Đấy, về nguyên bản thì máy này là nguyên bản 100%, còn em chỉ thay mỗi dây xăng với lại cục lọc thôi. Đấy, em sẽ soi đèn trong này, độ sáng cao lên một chút. Các bác nhìn thấy bên trong này không? Nó có chữ Make in Japan ở in ở lốc này. Đấy, Make in Japan này. In ở cái phần hông máy luôn này. Cái dòng Mitsubishi thì nó hay in ở phần lốc luôn nhé. Về nguyên bản thì máy này là nguyên bản 100%. Đó, nguyên bản 100%. Bác nào mà mua về sử dụng đi sới đất này, trồng rau, trồng hoa thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, để mà sắm được một cây máy sới mà mình chưa có kinh nghiệm để tìm máy này, thì liên hệ thì mình sẽ đi tìm những cái dòng máy nào mà công suất nó lớn. Với lại cái dòng máy này dòng máy hệ đấy thì dễ sử dụng. Cái máy này thì công suất là 43cc cho các bác nhé, 43cc. Nòng thì phải rất là lớn, nòng xung tích xe lanh thì nó phải tầm hơn 40. Đấy, quả hơn 40 luôn. Thì về cái sàn dàn sới nhé, dàn sới này thì rất là đẹp luôn này. Đấy, như mới luôn. Có cái phần này nó đã sới qua bên Nhật Bản, đã sử dụng rồi thì nó không thể nào nó tránh được han gì được nhá. Nó chỉ là cái gì nó dính vào một chút thôi. Còn bác nào mà kỹ tính thì có thể là lấy cái đấy búi gì đánh gì để đánh ra phát là nó lại đẹp ngay. Còn cái điểm cộng của cái máy này nữa thì là khi các bác mà sới nhá, những vào cái vùng mà đất đá nhiều cũng không lo cong vênh gì nhá. Bởi vì nó sản xuất của máy này, cái sới này là nó là cái thép đen của Nhật Bản. Đó. Hai bánh này, hai bánh các bác nhìn qua nhé, nó cũng còn như mới, còn các cái vân máy này nhé. Thì sử dụng cái dòng này thì các bác yên tâm luôn. Đó, model này, xe Rino này, cái này là 008482, 4300. Đó, 4300 này, thì nó tất cả đều khung theo hết nguyên bản từ Nhật Bản về. Còn về xem cái ngày tháng sản xuất của cái dòng Mitsubishi nó dính ở sau trục tật nhé. Máy này này cho bác xem luôn này. Đó, TLE43FA. Nó sản xuất vào là tháng 2 năm 2015. Đấy, số series ở cái phần trục giật này. Đó, rất là đẹp luôn. Còn cái phần bình xăng nhé, về cái phần bình xăng chứa thì đó, bên trong này nhé, gioăng dưỡng rất đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn bên trong này. Máy móc thì như mới luôn nhé. Bác nào mua máy này thì bao sự yên tâm. Vì cửa hàng bên em thì lúc nào cũng kiểm tra từng ly từng tí một nhé. Máy móc lúc nào nổ ngon lành thì bên em mới gửi. Và cũng lúc nào cũng không thể tránh được trường hợp không may mà máy móc nó bị vấn đề thì bên em sẽ bảo hành rất là tốt luôn. Và bác nào mà sử dụng mà chưa biết cách sử dụng thì cứ liên hệ. Bởi vì là nhiều bác vẫn còn hơi bỡ ngỡ về những cái máy mà máy nó nông nghiệp nhưng mà nó chưa nhìn thấy bao giờ này, hoặc là sử dụng nó khó dùng chẳng hạn, nghĩ là khó dùng nhưng mà không phải đâu. Sử dụng dòng này thì việc đổ xăng pha nhớt và giật máy là chạy thôi. Ok, máy này bên em bán giá là 4 triệu đồng nhé. Đây là những cái máy vừa giới thiệu qua, dòng thổi lá với này, cái dòng máy sới này. Đó, cái dòng máy sới này thì cứ liên hệ em sẽ gửi video test trực tiếp hoặc là gọi điện cho mọi người xem video nhé. Gọi điện trực tiếp cho mọi người xem nhé. Để làm sao được cái sự ưng ý nhất thì mình mới mình mới chốt đơn được hạn đấy. Nhiều bác nào mà đã có sự kinh nghiệm từ ngày trước này
hoặc là nhờ anh em xem hộ, anh em có kinh nghiệm thì nhiều bác chốt máy rất là nhanh. Thế nhờ anh em mà ưng ý rồi mà còn lăn tăn thì đến khi mà hỏi thì nhiều khi là còn không còn máy. Về cái dòng máy sới thì bên cửa hàng em còn rất nhiều nhé, rất là nhiều dòng máy luôn. Những dòng máy như là Mitsu cũng có này, Honda cũng có này, dòng Ryobi hay là dòng Komatsu này, rất nhiều luôn, nên là đảm bảo máy móc cho đấy. Ok, thì bác nào nhu cầu mua cứ liên hệ em. Và mọi người xem video thì vui lòng ủng hộ cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.